biết nữa hả? Dạ. Còn mấy cặp. À, mấy cặp của bạn kìa. Rồi, rồi sao? Rồi, đi nhé. Chào cô giáo nghe, cô Diễm Quỳnh nghe. Nó lùm lơ hả? Chào cô lại kìa. Rồi đây. Có mẹ nữa nha. Rồi, trước đó cô giáo chào cô giáo nha. Chào ông, cái dàn xe, từ từ qua dẫn xe thôi nha. Thầy ơi. Qua đây, tụi bên đây nè cô Giang. Bạn quấy mà tuột vậy. Bạn quấy tuột rách đít bây giờ. Con thấy mẹ không? Thấy mẹ không? Rắc đi thấy chưa? Ủa thế bằng quần dài mới tuột được. Bạn quấy mới tuột. Thấy mẹ không? Kêu mẹ đi. Mẹ mới mua quà cho con kìa. Từ từ ba dẫn qua. Ừ. Rồi có bánh mì luôn. Rồi đi về nha.